Luffy sinh ra vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng năm 3 tuổi, một tai nạn kinh hoàng đã khiến Phi vĩnh viễn mất đi chân trái. Kể từ đó, mỗi ngày Phi đều làm bạn với chiếc xe lăn. Nhưng với niềm lạc quan và nghị lực sống, chú linh chì Luffy chưa bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh. Nhờ thành tích học tập loại giỏi, sau khi tốt nghiệp trung cấp công nghệ thông tin, Phi được nhận vào làm kỹ thuật viên trong một phòng thu âm. 3 năm sau đó, Phi mở một phòng thu âm của riêng mình ngay tại thành phố Đà Nẵng. Khi cuộc sống dần ổn định, Phi cưới vợ và trở thành trụ cột của gia đình nhỏ có 2 con, cũng là điểm tựa cho cha mẹ già. Giữa năm 2018, Phi quyết định bỏ ngang công việc rồi khăn gói về quê làm YouTuber để thỏa mãn đam mê và mong muốn truyền cảm hứng cho những người có hoàn cảnh như mình. Đây mình rất là mặc cảm là mình cũng không dám đăng cái hình của mình lên Facebook luôn. Rồi mình đăng lên rồi người ta cũng bất ngờ thấy mình có một chân là cũng bất ngờ. Rồi mình làm miết một thời gian rồi nó sẽ quen quen dần. Vượt qua rất nhiều khó khăn, kênh YouTube của Phi Một Chân chuyên làm việc thiền ngày càng được nhiều người biết đến. Đến nay, Phi đã làm được hơn 1.000 clip giúp đỡ cho người nghèo. Trong đó có nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem. Qua đó, nhiều mạnh thường quân ở trong và ngoài nước cùng đồng hành với Phi hỗ trợ giúp đỡ cho hơn 500 hoàn cảnh khó khăn. Có những hoàn cảnh ngặt nghèo, số tiền Phi kêu gọi giúp đỡ lên đến hàng trăm triệu đồng, giúp bà con xây nhà, chữa bệnh và góp phần ổn định cuộc sống. Thì mình cũng cổ vũ vậy thôi chứ thì thật sự cũng không không biết giúp ảnh được nhiều, cũng ưng đi theo ảnh á để mình được làm mà được xem những cái ảnh làm như thế nào, rồi cũng muốn quan tâm thêm nhưng mà vì còn có con nhỏ ở nhà. Thu nhập từ kênh YouTube đã giúp Phi có điều kiện để lo cho gia đình nhỏ. Không chỉ vậy, Phi còn trích một phần tiền kiếm được từ YouTube để nuôi dưỡng nhiều cụ già neo đơn, bệnh tật tại Quảng Nam. Hàng tuần sau những chuyến đi khảo sát để quay vlog, Phi đều tranh thủ thời gian đến dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và chăm sóc các cụ. Nói chung là thằng quay là ông giúp đỡ bà nhiều lắm, hồi tiền, hồi gỗ quà, rồi sữa, bà thấy đây là quá quấy rồi chưa có ơn lắm. Với những hoạt động thiết thực đó, Phi được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2020. Chủ tịch nước biểu dương năm 2022 và Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen năm 2022. Lương Phi cũng là nhân vật được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hàng năm. Báo Lao động là đơn vị thường trực. Đối với Lương Phi là một gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên của tỉnh Quảng Nam được biết bạn qua các cái hoạt động tình nguyện của bạn. Và năm 2021 thì bạn cũng được trung đoàn khen thưởng và tuyên dương là thanh niên sống đẹp. Trong tất cả clip của mình, Phi luôn gửi gắm vào đó thông điệp về sự lạc quan, tật nguyền đôi chân chứ không tật nguyền khối óc, và nghị lực sống phi thường khiến nhiều người nể phục.